Xin kính chào tất cả bà con, cô bác, cô chú, quý anh chị quay trở lại kênh YouTube của Ma Cao Đồ Bãi trong video buổi sáng thứ sáu ngày 26 tháng 4 các bác nhá. Hôm nay đã là cuối tuần rồi, hết ngày làm việc. Hôm nay thì các bác đã được nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và được một kỳ nghỉ lễ rất là dài. Thì chắc là chiều nay đã có những bác di chuyển trên đường đi các cái khu du lịch, nghỉ dưỡng hoặc là về quê. Thì kính chúc tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc lái xe an toàn các bác nhá. Chúng ta cứ bình tĩnh tay lái thôi, đằng nào thì cũng đến tới nơi, về tới nhà các bác nhá. Thì hôm nay thì em cũng không còn hàng đâu, thì em lại lên để trao cái phần thưởng. Đã có bác trúng rồi nhá, đã có bác trúng rồi. Đấy, hôm qua đoán hai lần cái chỉ có duy nhất một bác thôi. Và thì đây là kênh của nhà em nhá, kênh nhà em. Thì các bác vào phần YouTube các bác đánh cái chữ Ma Cao Đổ Bãi thì sẽ lên kênh nhà em. Các bác vào xem video thì cho vợ chồng em xin một nút like, một đăng ký kênh. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho đăng ký kênh. Số điện thoại cộng Zalo mua hàng là tên vợ em Trần Thị Bích Nê nhá. Đấy, tất cả bên nhà em là sử dụng điện áp 110V các sản phẩm và bán hàng không nhận cọc và bao ship toàn quốc các bác nhá. Đấy, thì bên nhà em có bán thêm bộ đồ điện đây, bác có thể là chụp lại màn hình các cái bảng giá cũng như là công suất, cũng như là dây nhôm hay dây đồng, vỏ sắt hay vỏ nhựa các bác nhá. Vỏ sắt hay vỏ nhựa đấy là cái bảng giá của cái bộ đồ điện đây. Thì các bác có nhu cầu thì chụp lại màn hình thì tham khảo, nếu mà cảm thấy hợp lý thì ủng hộ vợ chồng em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì bên nhà em thì nồi cơm điện thì cũng không còn rồi, thì chỉ còn cân này đấy. Rồi bàn nào hơi không dây thôi nhá. Đấy, thì phần thưởng ngày hôm qua đây thì đã có bác trúng rồi nhá. Đấy, bác trúng rồi đây. Số hôm qua là số cuối là số 34 thì phải, đúng rồi, số 34 các bác nhá. Số cuối cùng của cái tờ tiền 5.000 đây là số 34. Đấy. Số 34 nhá, hôm qua là có một bác đoán, em đã có chụp lại màn hình đây, số 34 bác nhìn rõ giúp em nhá, số 34. Phần quà của bác là một chiếc máy xay sinh tố hiệu Panasonic nhá. Đấy, hôm qua có chụp lại màn hình rồi đấy ạ. Đây nhỉ. Đây ạ. Máy xay Toshiba em nhỉ. Đây bác Phương Trần Thanh 7381. Đấy, đoán lúc đấy là em chụp lại màn hình thì lúc bao nhiêu giờ này. Đấy, thì bác đã đoán trúng rồi nhá. Đoán trúng rồi 3334 và chỉ có duy nhất bác cái đoán sớm nhất thôi. 334 thì bác Phương Trần Thanh 7381 thì vui lòng là bác vào trong phần tài khoản của mình, bác chụp lại cái phần này cho em như này và bác gửi qua để em xác nhận. Đây là phần xác nhận cái đúng cái tài khoản của bác không nhá. Đấy, đúng tài khoản của bác không, và bác gửi qua Zalo nhà em thì em xác nhận đúng là bác bình luận thì em sẽ gửi cái phần quà cho bác là một chiếc máy xay sinh tố hiệu Toshiba. Đấy bác, đây và phần như này, đây là bác kênh của bác đây đúng không, bác vào phần YouTube này, này phần YouTube nhá. Đấy, bác vào cái phần bạn này. Đấy, và đây kênh của bác là như này thì bác chụp lại cái phần này giúp em nhé, chụp lại phần này cho em đúng tên chẳng hạn Ma Cao Đổ Bãi, như bác là Phương Trần Thanh chẳng hạn đấy, thì bác chụp lại cho em cái này thì em xác nhận. Vì nhiều bác nó la lá nhau thì nhắm lúc em trao quà nhầm ấy thì nó là thành không hay để bảo lừa đảo vợ chồng em này, người này chúng lại gửi những người khác nó không hay, nên em cũng xác nhận cái đúng cái tài khoản của bác, cái hình nền rồi cũng như là cái tài khoản của bác như này, thì em sẽ và gửi địa chỉ thì bên này em sẽ trao cái phần, tặng cái phần quà, gửi phần quà đến các bác nhá. Phần quà thì nó cũng không có giá trị cao nhiều nhưng mà nó cũng là một cái ý nghĩa tinh thần, mong các bác tiếp tục chia sẻ ủng hộ rộng rãi kênh Ma Cao Đổ Bãi nên các cái trang mạng xã hội đó là Facebook của mình thì các bác thấy tiện, còn nếu bác vào xem video thì cho vợ chồng em xin một nút like, bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho vợ chồng em xin một đăng ký kênh, cứ đến một cột mốc 5.000 hay 6.000 thì vợ chồng em lại sẽ có những phần quà nhỏ nhỏ tặng đến tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc, vào tham gia bình luận đoán số cho nó vui các bác nhá. Đấy, bác vào mua hàng thì xem video thì cho vợ chồng em một lượt chia sẻ, một đăng ký kênh các bác nhá và một nút like. Đấy, còn chia sẻ thì các bác thấy phù hợp thì các bác chia sẻ, thì còn nếu mà không phù hợp và không tiện thì các bác không chia sẻ. Đây là cái bảng giá của bộ đổi nguồn hai quả công nhà em đang bán của công ty ổn áp Standard Việt Nam các bác nhá. Đấy, thì bác Phương Trần Thanh nhá, đấy bác đã đoán trúng rồi, đúng số và 334 rồi. Đấy thì bác vui lòng thì cho em xin lại cái tài khoản nhá, cái tài khoản xác nhận cái tài khoản của bác đúng thì bên nhà em sẽ gửi cái phần quà cho bác qua Zalo, thì bác gửi em địa chỉ. Đón các bác rất là nhiều. Đấy thì thôi, hôm nay em cũng không có lên hàng hóa gì, chỉ nên công bố cái phần quà cho các bác thôi. Một ngày mới, một kỳ nghỉ cuối tuần, kính chúc cho các bác thật là nhiều sức khỏe, may mắn, đi lại an toàn các bác nhá. Đấy. Chào các bác, hẹn các bác ở những video tiếp theo. Chắc là qua nữa em sẽ lên video tiếp các bác nhé. Cảm ơn các bác. Chúc các bác một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, ấm áp, đầm ấm bên người thân, gia đình. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.